ngành xây dựng của Tây Ban Nha có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Chevron hủy dự án khai thác dầu khổng lồ ở Bắc Canada. Sierra Leone, bác sĩ quá tải vì Ebola. Minh Phi rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC Thế Giới. Chúng ta đã điểm qua những nội dung chính, còn bây giờ xin mời quý vị đến ngay với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, nhằm tránh những tác động của đồng rút Nga mất giá, Tổng thống Belarus đã yêu cầu những giao dịch với Nga phải được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ hay đồng euro. Hơn một nửa tỷ lệ xuất khẩu của Belarus là đến Nga, trong đó chủ yếu là xe tải, máy kéo và máy móc công nghiệp. 92% các giao dịch được thực hiện bằng đồng rút Nga. Đồng rút Nga đã chứng kiến mức giảm trong ngày sâu nhất hôm thứ Ba ngày 16 tháng 12 kể từ năm 1998, đặt ra một mối đe dọa cho kinh tế Belarus, vốn là đồng minh thân cận cũng là đối tác thương mại của Nga. Chính vì vậy mà Tổng thống Belarus vừa đưa ra một quyết định mới trong tình hình này. Những giao dịch hiện và sẽ có với Nga đều được giao dịch bằng đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro thay vì bằng đồng rút Nga như trước đây. Giao dịch với Nga, chúng tôi đã yêu cầu các doanh nghiệp cần giao dịch bằng những đồng tiền mạnh như đồng đô la Mỹ hay đồng euro chẳng hạn. Theo báo cáo, những đối tác của Belarus tại Nga đã chi trả bằng đồng đô la. Nếu họ thanh toán bằng rúp, họ phải căn cứ vào tỷ giá hối đoái trong ngày và trong giờ. Lãnh đạo Belarus đôi khi có đưa ra những nhận xét chính sách phê phán của Nga, nhưng vẫn bày tỏ những lo ngại về nền kinh tế nước này. Ông cho biết Belarus sẽ không phá giá đồng tiền của mình vì sự suy yếu của đồng rúp. Đồng rúp Belarus đã mạnh dần lên kể từ đầu năm nay. Lần đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008, Tây Ban Nha đã có dấu hiệu tăng trưởng đầu tiên trên lĩnh vực xây dựng. Âm thanh của máy trộn xi măng là âm thanh mà người dân Tây Ban Nha không thể nghe trong suốt mấy năm qua. Đây có thể coi là một biểu tượng nho nhỏ, tượng trưng cho sự thay đổi lớn trên thị trường bất động sản Tây Ban Nha. Trong thời điểm khủng hoảng, đây là một trong những lĩnh vực lao đao nhất của nền kinh tế này. Và nay, các dự án xây dựng đã trở lại. Chúng tôi bắt đầu dự án này một năm trước, chi phí cho nó chỉ bằng một nửa so với thời điểm 4-5 năm trước. Nhờ vào giá giảm, tới 50-60% chi phí nguyên liệu cũng giảm mà chúng tôi có thể bắt đầu dự án này. Vào thời điểm định điểm, Tây Ban Nha có số lượng nhà mới xây hàng năm nhiều hơn cả Đức, Pháp và Ý cộng lại. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính ập đến đã khiến cho gần 750.000 căn nhà mới lâm vào tình cảnh không thể bán được, sức mua quá yếu. Hiện tại, các ngân hàng vẫn còn tới 160 tỷ euro nợ động trong lĩnh vực bất động sản. Rủi ro cho việc cho vay lại là rất cao. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng đã bắt đầu nhích lên trong thời gian gần đây. Tại thời điểm này, rủi ro khiến cho một người phải thất nghiệp đã ít hơn 2 năm trước. Giá đã chạm đáy. Trong 2 năm qua, nhiều ngân hàng đã thanh lọc danh sách khách hàng của mình. Nhiều lĩnh vực đã chứng kiến nhu cầu cao hơn và chúng ta cũng đã dễ thở hơn một chút. Vẫn còn một con đường dài mà nền kinh tế này phải đi. Ngành xây dựng đóng góp 5% vào sản lượng kinh tế của Tây Ban Nha. Tỷ lệ này chỉ bằng một nửa so với thời điểm bùng nổ bất động sản. Nhưng trải qua thời kỳ khủng hoảng, người dân Tây Ban Nha đã có thể nghĩ đến chuyện mua nhà trở lại. Trong tháng 11, giá nhà mới tại Trung Quốc đã giảm, tuy nhiên các chuyên gia vẫn đặt kỳ vọng rằng thị trường bất động sản Trung Quốc rồi sẽ phục hồi. Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm, nhưng đà giảm đã có dấu hiệu chững lại. Trong tháng 11, nhà mới trung bình tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm 3,7% so với năm ngoái. Tuy nhiên, nếu so với tháng trước thì đà giảm có thấp hơn. Đây có thể coi là hệ quả của việc nhiều thành phố nới lỏng quy định mua nhà và cho vay mua nhà, cũng như là động thái cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hồi tháng trước đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khuyến cáo, đừng nghĩ rằng giá nhà Trung Quốc sẽ khôi phục lại mức giá cao trong quá khứ. Theo hãng nghiên cứu tư vấn bất động sản Knight Frank, nhu cầu nhà đất của người dân Trung Quốc vẫn có, nhưng đã chuyển hướng sang nước ngoài. Hãng này dự báo trong năm 2015, giá nhà của những thành phố lớn tại Trung Quốc sẽ tăng từ 2-8%. Thị trường bất động sản đóng góp tới 20% GDP của Trung Quốc, là nền tảng thúc đẩy doanh thu nhiều ngành công nghiệp khác, từ nguyên vật liệu cho tới nội ngoại thất. Và đây cũng là mắt xích nhiều rủi ro nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Quyết định không trình chiếu bộ phim The Interview của hãng Sony Pictures đã gây nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng Sony không còn chọn lựa nào khác, số khác thì cho rằng quyết định hoãn này gây tổn thương về lâu về dài của ngành điện ảnh Hollywood. Sau khi nhận được nhiều lời đe dọa tấn công từ hacker, Sony đã quyết định hoãn trình chiếu bộ phim The Interview, một bộ phim hài về cuộc ám sát lãnh đạo Triều Tiên. Hãng Sony Pictures có thể bị lỗ hàng triệu đô la vào dự án phim này và phải đối mặt với những chỉ trích rằng nhượng bộ của Sony đối với hacker sẽ là tiền lệ đáng xấu hổ. Tuy nhiên, cổ phiếu Sony lại tăng sau quyết định này. Các nhà đầu tư cho rằng quyết định của Sony chỉ nhằm để bảo vệ chuyện kinh doanh của công ty.
Nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho hay họ đã xác định được cuộc tấn công mạng hồi tháng trước, đánh cắp email và tung bộ phim lên Internet là của các hacker được chính phủ Triều Tiên tài trợ. Bộ phim hài The Interview có vốn đầu tư lên đến 44 triệu đô la Mỹ ban đầu, dự định sẽ công chiếu vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. 5 năm sau cuộc khủng hoảng nợ công đe dọa khối đồng euro, một lần nữa Hy Lạp lại làm các đối tác châu Âu lo âu sau khi cuộc bầu cử đưa đảng Syriza lên nắm quyền, vốn chống lại việc cải cách đang thực hiện từ trước đến nay. Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đang đối mặt với vô vàn khó khăn tại vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống tại đây và chính phủ của ông đang có nguy cơ bị xoán ngôi. Nếu đảng Syriza thắng cử, ông Samaras và liên minh của mình sẽ có nhiều thách thức. Hiện ông Samaras và chính phủ liên minh cần có 200 ghế trong số 300 ghế tại quốc hội để có thể cử đại diện ra ứng cử tổng thống. Hiện tại chỉ mới có 155 phiếu ủng hộ ông Samaras, trong khi đó chính phủ liên minh phải đảm bảo ít nhất 25 phiếu từ các đảng nhỏ khác đại diện phe thiểu số và 180 phiếu đại diện phe đa số trong vòng 3 của cuộc bầu cử vào ngày 29 tháng 12 tới. Thủ tướng Samaras cảnh báo sẽ là một tai họa nếu Hy Lạp trở lại thời kỳ ngập đầu vì nợ công. Tuy nhiên, đảng Syriza lại cho rằng đó chỉ là lời đồn nhảm. Đang có những tin đồn để khủng bố người dân Hy Lạp và các nghị sĩ chỉ nhằm để chôn vùi quốc gia này trong sự nghèo đói và kham khổ. Trong khi đó, các đối tác châu Âu của Hy Lạp vô cùng lo lắng Hy Lạp có khả năng rơi vào một cuộc khủng hoảng mới. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn dân chủ của bất kỳ quốc gia nào tại châu Âu và chúng tôi cũng sẽ đàm phán với bất kỳ chính phủ nào. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, chúng tôi có sự ưu tiên, đó chính là sự toàn vẹn của khối đồng tiền chung. Đó là chính sách cải cách mà các thành viên châu Âu đã đồng ý. Các chuyên gia kinh tế lo lắng, khủng hoảng chính trị tại Hy Lạp sẽ mau chóng ảnh hưởng đến nền kinh tế chung của cả khối. Thưa quý vị, trong chuyến viếng thăm đến các nước Trung và Đông Âu vào thứ Ba ngày 16 tháng 12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố sẽ thành lập một quỹ đầu tư mới nhằm đảm bảo tài chính cho các nước Trung và Đông Âu, cũng như củng cố vị trí của mình trước cửa ngõ vào thị trường châu Âu rộng lớn. Đối với Trung Quốc, các nước Trung và Đông Âu là một thị trường đầy tiềm năng với khả năng bắt cầu sang thị trường châu Âu rộng lớn. Mức lương trung bình tại đây tương đối thấp, bên cạnh đó là lực lượng lao động có tay nghề. Các khoản đầu tư của Trung Quốc trong khu vực này thường đến dưới hình thức các khoản vay từ các ngân hàng nhà nước cho các dự án được thực hiện bởi các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng. Mặc dù vậy, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vẫn mở ra một mô hình mới về tài chính và đầu tư với 16 quốc gia Trung và Đông Âu. Trong chuyến viếng thăm 3 ngày, Thủ tướng Lý Khắc Cường dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận với Hungary và Serbia cho phép Trung Quốc xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nằm giữa Bulgaria và Budapest. Liên quan đến việc tài trợ và hợp tác đầu tư với Trung Quốc và các nước Trung Đông Âu, chúng tôi khuyến khích các nước trong khu vực tận dụng tối đa những lợi ích của hạn mức tín dụng trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ có những biện pháp để giảm chi phí vay cho những khoản đầu tư lớn hơn. Về phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ thiết lập một quỹ đầu tư với tổng trị giá là 3 tỷ đô la Mỹ và chúng tôi cũng hy vọng những thách thức hợp tác mới thông qua quan hệ đối tác công tư cùng những thỏa thuận khác nhau cho phép hai bên hợp tác hiệu quả và cho năng suất cao hơn. Vào thứ Năm ngày 18 tháng 12, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ cắt băng khai mạc một dự án xây dựng đường cao tốc vành đai Belgrade-Serbia với tổng số tiền xây dựng lên tới 170 triệu euro. Ông hy vọng đường cao tốc này sẽ hoàn tất trong vòng 2 năm. Các dự án trên hoàn toàn cũng có kế hoạch mở rộng sự hiện diện của Trung Quốc tại cảng chính Piraeus của Hy Lạp, nơi hãng vận chuyển COSCO của Trung Quốc đã giành được một hợp đồng chuyển nhượng 35 năm. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế giữa Trung Quốc và các nước Trung Đông Âu, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi thắt chặt kinh tế giữa Trung Quốc và các nước trong khối CEE. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng, mặc dù kinh tế toàn cầu vẫn đang hồi phục yếu ớt, nhưng Trung Quốc và các nước CEE vẫn có tiềm năng phát triển. Một mối quan hệ được củng cố sẽ đảm bảo những quyền lợi và phát triển cho cả hai bên. Thủ tướng Lý cũng kêu gọi các doanh nhân nhìn nhận những tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên và cùng bắt tay cho những thỏa thuận mới nhằm củng cố niềm tin trên thị trường. Thủ tướng Trung Quốc cũng khuyến khích các nước CEE sử dụng 10 tỷ đô la Mỹ tín dụng đặc biệt để hỗ trợ các dự án hợp tác giữa hai bên, đồng thời cam kết sẽ tạo ra một quỹ đầu tư 3 tỷ đô la để tạo điều kiện tài chính cho các nước CEE. Trước đó, Trung Quốc và nước Cộng hòa Montenegro Đông Âu cũng đã ký kết một thỏa thuận xây dựng đường cao tốc nối liền hai miền Nam Bắc của nước này với số tiền lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Dự án được thực hiện bởi công ty xây dựng CCCC của Trung Quốc, dự kiến hoàn thành trong vòng 4 năm. Đây được xem như là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Đông Âu cho đến nay và đặc biệt đóng góp vào phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng ở Đông Âu. Vừa rồi là phần 1 bản tin FPC Thế Giới, còn bây giờ Minh Vy xin mời quý vị đến với phần 2. Chevron hủy dự án khai thác dầu khổng lồ ở Bắc Canada. Giá dầu giảm không hẳn là tin xấu đối với thị trường mới nổi.